làm thêm giờ là vấn đề gây tranh cãi lâu nay ở Nhật Bản. Nhiều người lao động dù không muốn nhưng vẫn bị ép phải làm thêm ngoài giờ. Chính vì vậy, một giáo phái đã được lập ra tại quốc gia này nhằm phản đối vấn đề trên, thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Giáo phái Emtop là viết tắt của Motohiro to People. Motohiro vì mọi người, do Motohiro Hisano thành lập vào năm 2018. Người sáng lập giáo phái không muốn được tôn thờ cũng không muốn nhận bất kỳ hình thức đóng góp tài chính nào. Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên ý thức hệ hoặc tín ngưỡng. Vì vậy, nếu bạn là một tín đồ của tôn giáo, không muốn làm thêm ngoài giờ, có thể viện dẫn lý do tôn giáo nếu không muốn làm việc. Em Top không chỉ giúp cho các tín đồ thoát cảnh làm việc quá giờ, mà còn cho họ cách cớ để giải quyết các vấn đề khác như nghỉ thai sản, nghỉ phép có lương và thậm chí là từ chối dự tiệc. Làm thêm giờ là vấn đề gây tranh cãi lâu nay ở Nhật Bản, quốc gia, thậm chí có thuật ngữ riêng để chỉ chết do làm việc quá sức là Karoshi. Vì vậy mà giáo phái của Hisano thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Tất cả những gì họ phải làm để được xem là tín đồ của em top là theo dõi tài khoản Twitter chính thức của giáo phái. Cho đến nay thì giáo phái này đã có hơn 11.000 người theo dõi.